thưa cô, trong trường hợp này thì anh Phát và những bạn đồng nghiệp của mình đến phòng tập để lấy đồ, coi như là cấn vô tiền lương mình không nhận được, thì đây là hành động đúng hay sai ạ? Dạ thưa, trước nhất thì phải nói rằng thực tế có nhiều người suy nghĩ rằng có người ta thiếu nợ mình, người ta đang thiếu tiền mình, như vậy thì họ có đồ đạc, có tài sản gì thì mình có lấy, có quyền lấy. Dạ. Thì xin thưa không phải như vậy. Hai bên không thể nào mà tự ý muốn lấy đồ đạc của người ta thì lấy. Có thể có một cái sự trao đổi rằng anh thiếu nợ tôi, thôi bây giờ anh đưa một món đồ nào đó để trừ cấn, thì phải có sự thống nhất. Cho nên luôn luôn cái chuyện giao dịch với nhau phải là một sự tự nguyện, chứ không có được là một sự ép buộc, và không có thể dùng những cái hành vi mà những hành vi có thể là có cái dấu hiệu của hình sự. Cho nên ví dụ như trong cái trường hợp này, mặc dù là cái chỗ cái phòng tập gym đó là có thiếu nợ về tiền lương, nhưng mà cái người lao động không thể tự ý như vậy rồi đến cái phòng tập đó để lấy những cái tài sản đang ở trong phòng tập đó. Vì cái việc mà tự ý lấy những tài sản đó, nó có thể có cái, những cái dấu hiệu về hình sự, mà tùy theo là cái hành vi cụ thể như thế nào. Cho nên trước nhất theo như là quy định của pháp luật thì không được làm hành vi đó. Là cái hành vi đến gọi là xiết đồ hay là cấn trừ nợ, có trường hợp là cũng thành tội cướp, tức là dùng vũ lực hoặc là đe dọa dùng ngay cái vũ lực để mình chiếm đoạt tài sản ta, thì đó là hành vi cướp. Hoặc là lại còn đe dọa người ta cái áp lực về tinh thần, hoặc là đe dọa tôi sẽ dùng vũ lực để mong lấy chiếm đoạt cái tài sản của người ta, thì lại là mình cưỡng đoạt tài sản. Cho nên chính vì vậy chúng ta có thấy có những trường hợp cái người đi đòi nợ mà thành ra là bị công an là mời đến để làm việc rõ ràng về cái hành vi của mình. Dạ thưa cô, và như nãy giờ thì mình có trao đổi với nhau, thì khi mà phía bên bản thân mình không nhận được lương mà đến xiết đồ thì sẽ dễ bị quy vào tội là cướp giật tài sản. Tội này có bị nặng quá không cô? Trước nhất thì như thế này, không có phải đến lấy đồ đạc của doanh nghiệp rồi đó thành ra cướp giật tài sản. Yeah. Nó còn tùy theo cái hành vi nào như thế nào. Thì tôi theo tôi thì như thế này, trước nhất là nếu cái người sử dụng lao động, nói chung là doanh nghiệp đi, thiếu tiền lương không trả, thì người lao động phải bình tĩnh và như chúng ta thấy là không được chạm đến tài sản của người sử dụng lao động. Ví dụ có những trường hợp là giận dỗi đập đồ đạc, phá hoại đồ đạc, thì lại có thể tiền lương thì mình chưa có lấy được, nhưng mà lại phạm vào có cái dấu hiệu là hủy hoại, làm hư hỏng tài sản của người khác là của doanh nghiệp á, lại thành dấu hiệu phạm tội. Hoặc là khiêng đồ đạc người ta đi, lấy đồ đạc nhân dân này kia, ở đó lúc đó đang có bảo vệ cũng lại đánh bảo vệ như thế nào, lại có thể có cái hành vi là cố ý gây thương tích, rồi lại là cưỡng đoạt tài sản hay là cướp tài sản, tùy theo cái hành vi. Nó vậy đó. Cho nên cái lúc đó mà nếu xảy ra cái chuyện mà phạm đến cái tài sản của người khác thì chắc chắn sẽ có cơ quan bảo vệ pháp luật, người ta mới coi cái hành vi, điều tra cái hành vi của mình, hành vi đó như thế nào, làm hư hỏng tài sản, đập bỏ tài sản hay lấy tài sản, cướp tài sản hay cưỡng đoạt tài sản hay cướp giật tài sản như thế nào, vân vân. Với cái vấn đề này thì dứt khoát người lao động phải hết sức bình tĩnh, không được chạm đến tài sản của bên doanh nghiệp. Yeah. Để doanh nghiệp ta giải quyết. Hơn nữa nếu còn tài sản đó, doanh nghiệp ta có thể bán cái tài sản đó để lấy tiền để trả lương cho mình. Yeah. Và người ta sẽ còn nhiều cách khác nữa để có thể chi trả khoản nợ. Tại vì mình làm hư, nhiều khi hư cái hệ thống máy móc rồi nhân dân này kia thì nó lại là một cái thiệt hại rất là lớn. Cho nên cái đây phải hết sức là bình tĩnh trong vấn đề này. Mà chưa kể là mình lấy về cũng chưa chắc là mình đã bán được hay sử dụng được. Dạ thưa đúng, tôi cho rằng Minh Ngọc nói điều này rất trúng, là có nhiều khi mình lấy đi cái giá nó rất là rẻ. Dạ, tôi thí dụ đi, giả dụ mình lấy một cái tivi, nói nghe cái tivi, nhiều khi cái tivi cũng bán có được bao nhiêu tiền. Hay lấy một cái máy tính cũng bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà nghe lấy hết cái máy tính gì hay cái máy gì bây giờ. Không nên, dứt khoát không nên. Dạ, và nhiều khi lấy và bỏ thức nữa thì cũng chẳng để làm gì. Dạ thưa đúng. Nói để thấy rằng là người ta thiếu nợ thì mình có quyền đòi nợ, thì như vậy thì mình có quyền là thưa ra tòa để đòi. Yeah. Cũng như người lao động có quyền thưa cái người mà sử dụng lao động ra tòa để đòi cái tiền lương, các cơ quan giúp đỡ mình trong cái chuyện hòa giải để đòi cái món tiền lương. Và tôi cho rằng có nhiều khi thì trong cái khó khăn, cho nên cái người sử dụng lao động cũng có cái khó khăn để mà có khoản tiền để thanh toán. Nhưng nếu mà cái người sử dụng lao động lại cố tình có tiền nhưng mà không trả thì cái điều đó làm thì không trúng. Nhưng tôi cho rằng nếu người ta không trúng thì mình phải sử dụng biện pháp pháp luật cho phép, chứ không thể làm những cái cách thức mà có thể
người ta thì sai rồi, nhưng mình lại đi làm cái sai hơn nữa, mà cái sai đó lại có thể có dấu hiệu hình sự. Và khi mà mình rơi vào trường hợp là không được trả lương và đối tượng công ty cũng không có động thái nào trả lương cho mình, thì mình phải tìm đến cơ quan chức năng nào để đòi lại quyền công bằng? Dạ thưa, trước hết thì thấy như thế này, công ty nói chung là doanh nghiệp đi, sẽ có cái công đoàn cơ sở. Cho nên cái người lao động nên làm việc với công đoàn cơ sở. Mà theo tôi thì cái tổ chức công đoàn cơ sở nó cũng có cái trách nhiệm của mình để quan tâm đến cái chuyện người sử dụng lao động là trả tiền lương cho người lao động như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nơi nào không có công đoàn cơ sở thì có công đoàn cấp trên trực tiếp. Ví dụ đó là công đoàn cấp quận, huyện thì là cũng xem xét để quan tâm đến cái chuyện là giải quyết trả cái tiền lương cho cái người lao động. Một cái nữa thì chúng ta biết rằng nếu thiếu tiền lương như vậy thì cũng có thể yêu cầu là hòa giải. Thì hòa giải viên lao động của phòng lao động minh xã hội có thể hòa giải cái việc tiền lương, hoặc là mình nhờ lao động thương binh xã hội của tỉnh thì thanh tra ta cũng sẽ giúp đỡ. Và tôi thấy hiện nay thì mình vẫn gọi ngắn gọn là tổ chức công đoàn chung ở trong cái địa phương đó, hay là liên đoàn lao động, thì chúng ta có thể đến cái tổ chức liên đoàn lao động đó để nhờ hòa giải giải quyết. Và nhân đây tôi cũng thấy có một số chính quyền địa phương, chứ không phải tổ chức công đoàn như nãy giờ chúng ta nói, mà là chính quyền địa phương mời cái đơn vị doanh nghiệp lên để nhắc nhở họ, động viên họ, tạo điều kiện nhân dân này kia các mặt. Cho nên chính vì vậy tại sao chúng ta thấy là từ chính phủ cho đến các nơi cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cái tình hình mà hiện nay có những cái khó khăn đó, thì cũng giảm thuế, rồi cũng các mặt chậm trả những cái khoản tiền nhân thế nào đó, ngay ngân hàng cũng tạo điều kiện để giúp cho doanh nghiệp là có thể giải quyết những cái khó khăn trong việc trả tiền lương cho người lao động. Dạ, và khi mà mình bị chậm trả lương một ngày, hai ngày thì không nói, nhưng mà một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng, thì giống như việc mà mình gửi vào ngân hàng thì cũng có lãi. Vậy bây giờ mình nhận lương về là nhận đúng mức lương hay là có nhận được cao hơn theo cái thời gian mà mình bị chậm trả không cô? Thưa, về vấn đề này thì pháp luật có quy định nếu mà trên 30 ngày không trả lương thì được tính thêm cái tiền lãi trong cái phần lương đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nếu mà doanh nghiệp đã rơi đến cái hoàn cảnh mà thiếu tiền lương quá nhiều như vậy, 4, 5 tháng, 6, 7 tháng vậy không trả cho người lao động, thì đã rơi vào cái trường hợp là có thể phá sản rồi, cho nên sẽ yêu cầu tuyên bố phá sản cũng có. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thị Hòa. Và thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu đầy đủ những nội dung về chủ đề cướp hay cấn nợ, để qua đó có cho mình cách xử lý vấn đề một cách phù hợp nhất. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Tỉnh Long 1 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Ngọc và luật sư Trương Thị Hòa xin chào và hẹn gặp lại.